Kính chào quý vị. Hôm nay thử bài đi chích ngừa. Trước khi đi chích ngừa thì ghé chợ để mua vài món thức ăn rồi mới đi chích ngừa. Chứ sợ đi chích xong rồi cái về cái đó giống như mình có cái ấn tượng cái gì đó, cho nên giờ đi chợ trước. Đi chợ trước rồi ghé chích ngừa đó nè. Quý vị thấy chợ Mỹ không? Đây là các loại nấm nè. Như đây là 4.99 đồng một túi nè, thấy ghê chưa? Nấm Mỹ đó, 4.99 đồng một túi nè, thấy không? Đó, 6 cái nấm này mà 2.99 đồng nè, thấy không? Đó, cái bữa nay là nho nó sale nè, 99 sen là chưa tới 1 đồng một hộp vậy nè, đó. Giá đủ loại. Tôi mua 2 hộp nho nè, mua này rau tả đó, mới mua tới đây thôi, quay cho các vị coi nha. Dưa leo này là 59 sen một trái nè, dưa leo của Mỹ đó, đó thấy không, 59 sen một trái đó. Đây là khu vực bán giá, thấy không, giá một bịch giá giờ là 1.49 đồng nè, bịch giá vậy nè, 1.49 đồng đó, thấy không. Tàu hũ như vậy là 1.49 đồng một hộp nè, thấy không, 1.49 đồng một hộp tàu hũ nè, đó đó, tu phu tàu hũ đó, quý vị thấy chưa. Khu vực này bán cà rốt đó, quay cho quý vị xem chợ Mỹ. Đây là cà tím nè, cà tím 1.99 đồng một phao, có nghĩa là 450 cà ram, 1.99 đồng một phao là 450 cà ram nha quý vị, 450 cà ram là một phao, thấy không, 1.99 đồng một phao, có nghĩa là 2 đồng đó. Bên này cái gì cũng sẽ 9999 vậy đó, nghĩa là 2 đồng đó đó. Hôm nay chợ nó có bán rau bù ngót. Mùa này có bị có rau bù ngót nè. Bù ngót phải không? Phải bù ngót không? Đúng rồi. Ủa, đâu phải bù ngót đâu. Rau gì vậy chứ? À đây, có rau bù ngót, đúng rồi. Phải không? Không phải bù ngót quý vị. Nó giống bù ngót mà không phải, phải không ta? Ủa, đâu phải bù ngót đâu. Rau của Mexico. Nó giống như bồ ngót nhưng mà không phải bồ ngót nha quý vị nha. Đó. Sorry. Nó giống như bồ ngót mà không phải bồ ngót. Nè. Măng. Lá da đam nè. Lá da đam 1 đồng một lá da đam này nè. 1 đồng một lá da đam. Dưa leo. Thôi. Dưa leo này tới 2 đồng một trái dưa leo vậy nè. Đó, 2 đồng một trái thưa quý vị. Nè, dưa leo thứ của Việt Nam nè, 2 đồng một phao. Phao là 450 gà ram. Su su cũng 2 đồng một phao. Mặc qua. Súp lơ. Đó, thấy chưa? Củ cải trắng, củ sắn, mua một cái củ sắn 99 sen một phao đó, chứ đâu có rẻ đâu, 99 sen một phao. Củ nào tươi đây, mua dễ hư bên trong hết trơn ở đây. Nhiều khi mua gì nó hư bên túi rồi. 99 sen một phao. Bắp chuối, trời. Bắp chuối 2.79 đồng một phao, có nghĩa là 6 đồng một ký bắp chuối đó quý vị. Thôi, 120.000 ký bắp chuối không ăn đâu. Mắc quá. Trái này gọi là trái gì ta?
Trời ơi, cái này 9 đồng một nhiêu đây nè, thôi thôi thôi. Chắc có trái gì không biết. Trái vải bên 2 đồng một phao, có nghĩa là 5 đồng một ký lô. 5 đồng một ký lô vải nè. Trái vải 5 đồng một ký lô trái vải đó quý vị à, chứ không rẻ đâu nhé. Ô cherry. Cherry thì mùa này rẻ rồi, nó có 2 đồng một phao à. 2 đồng một phao. Cam. Thúi à, cam nó thúi nè, thấy chưa? Thúi rồi. Cam 5 đồng một bịch mà thúi rồi. Như vậy nào đi chợ coi chợ với tôi nha. Tết rồi. Thank you. Trời, cái dừa xiêm mà ba đồng trái mà của mẹ mà có gì đó không? Ba đồng trái dừa xiêm nè. Của mẹ mà. Dừa xiêm này mà 3 đồng. 3 đồng một trái. Bên đây nó rẻ nhất là chỉ có chuối này thôi à. Đu đủ 1 đồng 79 cent một phao. Có nghĩa là 3 đồng rưỡi một 3 đồng rưỡi một ký em. Ba đồng rưỡi một ký. Hai. Trời. Rau dền. Rau dền là 4 đồng rưỡi một phao. Ủa, 5 đồng một phao, 4 đồng 99. Trời, rau dền nó ra nhà mình cùm lum không ăn. Đây là 5 đồng bó vậy nè. Ô hồ. Quá mắc. Mắc quá xa mắc. Cái mắc quá trời mắc ha. Trời ơi, rau này ở nhà cả đống, ông nội ơi. Con chút mà 2 đồng bạc nè quý vị. 2 đồng bạc đâu kia tôi cắt, ngụm tôi cho. Rồi, chút 2 đồng bạc. Mấy cộng à? Rồi, có mấy cộng 2 đồng bạc nè. 2, 3, 4, 5, 6, trời chưa được 10 cộng nữa. Ngồi gai. Ra một chút thì cũng 2 đồng nè trời. Mắc quá trời quá đất luôn ông nội ơi. Trong bữa nay rau cỏ mắc quá trời ơi. Quế có nhiêu là 2 đồng nè quý vị. 1, 2, 3, 4 cộng quế à. Nè cái nè. 2 đồng bạc mà thấy không. Đồng 99 là 2 đồng á. Trời ơi. Mấy cộng quế 2 đồng nội ơi.
nó cái nhà mình trồng cả đống. Trời ơi, lá chanh nhiêu đây mà 7 đồng nè. Mô Phật hết chưa? Quá trời mắc luôn. Trời ơi, mấy cọng quế mà 2 đồng bạc. Thấy không? Thôi không thèm mua đâu, mắc quá. Nhà có cả đống. Như vậy mình mới thấy nhà mình trồng hiếm quý, thấy không? Trời ra muốn 5 đồng một, 5 đồng phao, phao chắc 2 bó á, ông nội ơi, nè. Ra muốn là 5 đồng phao. Quá trời đất không? Trời, cả tầng ô, 3 đồng phao. Ôi, dưỡng mắt quá trời, mắt cả trời. Ôi, mắt gì thấy mê vậy ta, mắt mà mắt thấy mê vậy đó. Mắt gì thấy ham vậy ta. Phai lan 4 đồng phao. Phai lan tím 4 đồng phao. Nghĩa là 10 đồng ký đó. 10 đồng là 230 ngàn Việt Nam một ký đó quý vị. Phai lan này 2 đồng rưỡi không phao. Ô hồ. Quá, wow, mắc quá. Trời ơi. Trời ơi, cái mía vậy mà 3 đồng 50 một cây. Trời ơi, cái mía ông nội mía vậy sao ăn trời. 3 đồng 50 một cái mía. Không ăn đâu, không ăn đâu. Khiếp đảm thiệt. Rồi, đậu bắp cũng vậy, cũng mắc ghê không? Đậu bắp 3.07 đồng một dĩ nè. Đậu bắp thì ăn được. Đậu bắp ăn tốt, ngừa tiểu đường. Ông nội ơi, sao gì nó mắc quá trời quá đất vậy không biết. Mắc mà mắc thấy mê luôn á. Mắc thấy sợ á. mắc thấy sợ rồi. Mắc quá bà con ơi. Trời. Xả bao nhiêu phao trời. Một bó xả vậy mà 2.76 đồng. Trời, có 4 tép à. 4 tép xả nè. 4 tép xả 2.76 đồng. Là 40 là 60 ngàn. 4 tép xả là 60 ngàn Việt Nam. Té bầu. Bầu 2.49 đồng. Ôi sao dưỡng mát quá trời mát kìa trời. Mướp. Cái bơ. Trời ơi. Thôi. Cái này ngày gì mà chợ sao mắc quá thế. Hết mua nổi à. Mắc quá. Nên mình nghĩ anh cao không. Mình đi gần ảnh cái mình đứng dưới đất anh. Mắc quá, hôm qua mua khóm coi. Mua trái khóm coi đang nhiều đây. Ô, khóm 2 đồng trái, thôi cũng mắc quá không thể mua đâu. Mắc quá bà con, đồ gì mà cái gì nó cũng mắc vậy trời. Đồ Việt Nam sao cái gì cũng mắc hết trơn người ta. Anh Kiều. Yeah. Thôi mắc quá bà con ơi, mắc quá. Mì vậy mà 99 cent một phao. Thấy không? Mì 99 cent một phao. Quý vị nhớ là một phao chỉ có 450 gram thôi nha. Mít 99 cent một phao. Đó, mít 99 cent một phao. Đó. Đó, chỉ có thịt cá là rẻ, thấy chưa?
Nếu mà đừng ăn chay thịt cá rẻ. Còn đồ chay mắc quá. Mè. Nó mua trên nước tương, mấy nay hết nước tương. Khi thì cá đóng, khi thì cũng có. Mình ăn cái nước tương này lâu lắm. Mì gói. Những cái sao mà nó mắc quá vậy ta. Cái này bán nước tương. Nước tương đậu nành. Nước tương. Có những loại nước tương nó mặn thấy trời luôn vậy đó. Ăn không bao nhiêu, ăn không nhiêu. Bữa chơi nhỏ nhỏ vậy thôi. Có một mình ăn chơi nhỏ những 2 đồng. Uống 2 chai. Nước cốt dừa. Sữa ông thọ. Sữa ông thọ bên đây 3 đồng 49 một hộp. Thấy không? Sữa ông thọ 3 đồng 49 hộp. Thịt dừa rồi 4 đồng một hộp keo là thôi, mắc quá không dám ăn. Tính đâu rẻ, mắc quá. Trời ơi, bởi vậy cái chợ tại sao mà phải coi kỹ nè, chứ không khéo bóc hồi tính tiền méo mặt luôn, cà thẻ về tới tháng trả đã luôn. Nghĩ có được đi trả tiền trước, trả trước về có tháng trả đã luôn. Cái này nước tương của Nhật, nước tương Nhật. Cứ hăng cái cứ cà thẻ về trả đã luôn á quý vị. Nước tương của Nhật. Kiếm chai nước mắm khóm, nước mắm bằng khóm, gọi là nước mắm chai bằng là bằng khóm ở đâu rồi ta? Nước mắm chai làm bằng khóm ở đâu rồi? Ủa, sao nào không thấy, qua chợ này không có. Lộ này bằng cái gì đây? Ngoài không quen cũng khó ăn. Điều là nó organic, nó của Nhật Bản. $2.79. Thôi, thấy cho biết ăn. Cô dạ không được mất công. Dòm cho biết được rồi. Thôi đi qua cái hàng đồ chai.
Thế chưa quý vị thấy đồ chợ, chợ này là chợ có đại hàng, là chợ bán những cái món đồ nó giống như Việt Nam. Chợ này bán đồ giống với Việt Nam, chợ thấy không? Có con nghêu rồi đó, nghêu xạo hến đó, thấy không? Mình chỉ biết đồ chay của mình thôi. Mình chỉ đi kiếm đồ chay của mình thôi. Đây, khu vực đồ chai của ta đây. Đó. Hem chai sai. Mình chỉ biết đồ chai của mình thôi. Chai bịch hem. Nguyên bịch đây. 8 đồng 79. Thoại muốn ăn sầu riêng mà thôi nắc bắt tiền quá. Ông nội ơi, sầu riêng vậy mà bán tới 18 đồng 99 một hộp. Quá trời không. 18 đồng 99 hộp này, 10 đồng hộp nè. Mắc quá trời. Cái sầu riêng Việt Nam bán rẻ rề. Ôi, chịu không nổi. Mắc quá, chịu không nổi. Lá lớp. Mắc quá, chịu không nổi. Bánh dừa. Nó gỡ giá mẹ hết trơn rồi, biết đâu. Ai. Dừa. Bánh dừa bằng cái gì đây mà nó không để đây, nó để mô phật, không để nhân gì à. Ủa, cái mô mì căng đâu rồi ta? Không có mì căng. Bắp trái. Rồi, đào lộn hộp. Ôi mọi ớt, trời ơi, Việt Nam nè. Rồi, đào lộn hộp 4 đồng như đây nè quý vị. Muốn ăn quá mà mắc quá trời, 4 đồng như đây nè.
Rồi đào luôn hộp 4 đồng bịch nè. Nè. Thấy chưa, 3 đồng 99 là 4 đồng. Không muốn ăn quá mà ngán quá, 4 đồng uổng quá. Ở Việt Nam đem đi dục 4 đồng 4 trái rồi. Ôi. Thôi cũng ngon lành gì. Nhớ quê hương chứ cũng ngon lành gì. Thôi không ăn đâu, 4 đồng uổng quá. Bởi vì bên đây các vị thấy không, tôi mua bây giờ trước dùng sao thôi, nó ngán vô sợ ngán. Phải đi chợ tại sao lâu, phải đi chậm chậm vậy đó. Coi cái gì rẻ, gì mắc mới dám ăn, phải không? Ừ. Chứ phải muốn ăn, ăn đâu. Ừ. Gì rẻ, gì mắc mới dám ăn. Chứ không phải muốn ăn là ăn, phải không? Mà phải đi muốn ăn là ăn đâu. Này cái gì đây, vua bà gì đó. Ô, 6 đồng 5, 6 đồng không ăn đâu. Kem và 10 đồng hộp. Có sữa rẻ. Ở Mỹ chỉ có sữa bò rẻ không? Mua có hủ tiếu. Hủ tiếu gì đây, xào ăn. Nó phở, nó là gọi là bên đây là phở. Con viên bịch ta. Không để giá ta. Không có phở đi. Thì bự quá, không biết chừng nào cho hết. Thôi, cô cái nhỏ thôi. Trứng gà đã rề, thứ gì thế. Cái đầu ít ăn thì hoặc là mình không ăn thì nó rẻ, đâu mình ăn nó mát tràn thân vậy đó. Mắc quá trời luôn. Cái này ăn bịch bông súng như đây nè mà mấy đồng bạc. Thôi mắc quá, mắc quá, mắc quá. Không nổi. Trời, tôi nhớ cái này, hồi xưa tôi nhớ được mọi người cho hay cho tôi ăn. Tôi nhớ hoài cái ra mót á, gọi là ra mót nè. Mà 12 đồng bịch, ông nội ơi. Ăn sao nổi. Ở Việt Nam mà ông súng nè. Ông súng cũng 12 đồng bịch nè. Rồi, là ông súng nè. Không phải ông súng mà ông gì á, chứ ông súng. Đó, trời ơi, nó mắc vậy đó. Sao mà ăn. Trời. Bắn mắt có mì ăn đi, mày để dành mì ăn đi. Mắt dễ sợ mắt. Rồi khô, khô 10 đồng 99 bịch thật trời. Ăn mắt xương chết luôn. Thank you.
Một cái giải xôn nồi chén bát thớt, một cái thớt cây gì mà 8 đồng một miếng. Dao Mỹ nó không có tiếng. Như đây thôi, như đây chứ mấy chục đồng bạc rồi. Sẵn đi mua cây chổi, chổi rồi 6 đồng cây, chổi 6 đồng một cây, đâu có rẻ đâu. Sáu đồng một cây chổi đó quý vị. Việt Nam nhiêu cây không biết. Này 6 đồng cây chổi nè. Nhà còn nhưng mà nó cũng mòn rồi. Chỗ này nhiêu cây. Chỗ này còn, nhà còn. Trời ơi, 6 đồng cây chổi. Mắc quá. Ôi, còn cây kia rất hạ tiện, 6 đồng cây, cũng là dịch bệnh khó khăn. Rồi, ông đang tới, kêu ra tính tiền mà chả đi chích thuốc. Thôi, nay mưa bao nhiêu đây thôi bà con ơi. Rồi, lại tính tiền. Đó, bữa nay, có cây này rồi. Có cây này rồi là mấy con mũi mày mi chết mi với ta. Đó, phải xử mi chứ không phải là ác độc gì, mi cắn tao quá mà. Nó tên là gì ta? Nó tên là cái gì để biết nó nhiêu tiền đây? Nó tên là cái gì? Kiko. Nó tên là cái gì để biết tính tiền? Trời, nó không có tên. Ông nội ơi. Có các ngươi rồi, ta mới sửa được các ngươi. Thôi ra tính tiền. Các loại rượu. Gạo. Đây là gạo. Hi. Rồi, sắp hàng tính tiền.
Thôi chào quý vị nha. Giờ tôi tính tiền là tôi chết thuốc nha. Ồ, đây có đậu nành nè. Không phải đậu nành. Đậu gì đó, mua đậu nành về làm sữa uống coi. Đâu rồi? Ủa sao không thấy đậu nành ta? Phải đậu nành đây không? Nói cái gì nó đậu nành nó cái gì phải không kìa? Không phải. Đậu gì chứ phải đậu nành. Cái đầu nành ủa thấy không? Ồ sao đi anh con xin chào quý vị nha, tôi tính tiền nha. Rồi